Hello anh em, chào mừng anh em đến như quay trở lại kênh của mình. Thì mình là Khương Kala, tiếp theo với những cái giáo án xịn sò để anh em có thể tham khảo để mà leo ganh các thứ ok hơn. Thì hôm nay anh em mình đến với Dimitri nha anh em. Nhân vật này thì nó đang làm mưa làm gió trong chế độ tự chiến bởi cái khả năng cực kỳ bá đạo của nó. Hôm nay mình sẽ mix thêm cái combo nhân vật này nữa thì có lẽ nó sẽ khá là ngon lành để anh em leo tự chiến với cái một cái vị trí là y tá hay là cover các thứ nha anh em. Thường nếu mà cân tem các thứ thì nó sẽ hơi khó với cái combo này. Tại vì sở dĩ cái con nhân vật này nó sinh ra để làm nền cũng như cover cho đồng đội mà. Ok, không dài dòng nữa anh em mình vào combo nha. Ok, như anh em thấy trên màn hình đây. Đầu tiên là Dimitri thì không thể thiếu rồi. Tạo ra một vòng tròn 3.5m. Hồi máu trong cái vùng đó, người sử dụng và đồng đội được hồi 10 máu trên giây. Tự động kích hoạt khi mà cần thiết. Nhưng mà mình thấy tự kích hoạt thì nó sẽ ok hơn anh em ơi. Thì trong cái dòng này anh em có thể tự động hồi sinh thôi, sẽ khá là nhanh. Tiếp theo là Kelly T-Job, để có những cái điểm nóng mà hơi xa mình một tí, anh em có thể tăng tốc để mà chạy qua combo đồng đội một cách hợp lý cũng như là nhanh chóng nhất nha anh em. Tiếp theo là Thiva, tốc độ cứu đồng đội tăng lên 70%, hồi chiêu 60 giây. Lưu ý cho anh em là cái kỹ năng này tuy là bị động nhưng mà nó có thời gian hồi chiêu, anh em có thể xem ở dưới trên thanh máu của mình đó để mà thấy nó sáng lên thì anh em mình sẽ hiệu quả hơn, nhưng mà cũng không cần thiết đâu. Thấy đồng đội nóc thì nhớ chạy lại cứu chứ đừng có để chờ 60 giây đi ta là cứu là toan nha anh em ơi. Ok, cứu xong thì đồng đội sẽ được hồi phục 60 máu trong vòng 3 giây anh em ơi. Khá là nhiều nha, 3 giây thì nhanh lắm. Tí xíu là xong, chớp mắt là xong rồi. Khá là ngon. Tiếp theo là Kabbalah, để khi cứu đồng đội sẽ nhận được lá chắn 80 HP. Lá chắn 80 HP là gì? Khi mà anh em vừa cứu xong nó sẽ có hiện ra một cái thanh máu ảo. Khi mà bị tấn công ngay lúc đó thì nó sẽ trừ cái máu đó trước, xong rồi nó mới trừ vào máu gốc của mình nha anh em. Anh em lưu ý cái điều đó nha. Tiếp theo là tăng thêm 10 tốc độ di chuyển, đồng đội nhận hiệu ứng trong 4 giây sau khi cứu thành công. Combo này thì khá là ngon, chủ yếu là cover đồng đội các thứ thôi. Tiếp theo là gỗ mèo gốc cây, để cái giảm cái thời gian của con Dimitri này. Kỹ năng của này thì hồi như là mấy mươi giây, 60 giây thì phải anh em. Cũng khá là ngon. Để mình vào xem cái nó hồi mấy mươi giây. Đây, thời gian hồi chiêu là 60 giây. 60 giây trừ cho 15%. Nó tầm 40 mấy giây. Giảm được cũng khá tầm mấy giây, gần 10 giây anh em. Cũng khá là nhiều á. Không biết chính xác không, anh em có thể tính lại. Nó cũng tầm đó thôi. Cái combo này anh em có thể bắn tự chiến. Nhưng mà cái combo này nó sẽ bị khắc chế cứng bởi con Orion nha anh em. Khắc chế cứng. Tại vì khi anh em mà hồi mà đầu tiên là hồi được nếu mà hồi được 60 máu này á thì con Orion nó sẽ hút anh em không chết đâu. Còn nếu mà mất cái Thiva này nha thì nó sẽ hút anh em chết liên tục. Chết liên tục xong nó sẽ hồi liên tục. Cái combo về con Orion thì mình có làm trên kênh rồi đó. Anh em có thể tham khảo nha. Đó là cái combo của mình. Anh em có ý kiến gì đóng góp về cái combo kỹ năng này hoặc là làm về những gì tiếp theo thì anh em cứ mạnh dạn để lại dưới phần bình luận nha. Cảm ơn anh em xem hết video. Nếu thấy hay thì nhớ cho mình xin một like. Chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Bấm chuông thông báo nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye, hẹn em ở video tiếp theo.